Khi mình nói đến tu hay là đến việc gì á, thì ai cũng lấy cái tâm làm chuẩn. Ví dụ như mình làm gì không đúng, cái người ta nói rồi mình nói thôi không có làm sao đâu, ăn thua cái tâm. Việc gì mình cũng nói tâm. Và thậm chí mình nói thôi chứ mình cũng chưa hiểu nó là cái gì. Tại vì tâm là cái gì? Tâm là một cái danh pháp, chứ nó không phải là cái sắc pháp. Nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng. Nói đơn giản là vậy. Thì tướng là cái gì? Tướng là cái gì mình đụng, mình chạm được. Ví dụ như cái bàn này có cái tướng nè, cái ly có cái tướng nè, con người mình có cái tướng nè. Cái đó là cái form. Cái gì mình đụng được, mình thấy được, mình sờ mó nó được, thì cái đó gọi là cái tướng. Còn cái gì mình chỉ, nó chỉ có tên gọi mà mình không biết tên, nó không biết là cái gì, thì nó thuộc về danh. Đây là thuộc cái danh từ Phật học. Thì Phật tử là mình, nếu mà ai mà học Phật là phải biết cái từ này. Thí dụ như cảm thọ, feelings, cái feeling nó có tướng không? Không. Vậy thì nó thuộc về danh hay là pháp, danh hay là sắc? Nó thuộc về danh thôi. Tưởng có tướng không? Có không? Không. Cho nên tưởng cũng thuộc về danh pháp. Thọ, tưởng, thức là nhận thức cũng thuộc về danh. Còn ví dụ nó cái bàn, cái bàn có tướng không? Có. Thì cái bàn gọi là danh, là tướng pháp, nó gọi là cái tướng. Còn hay là cái sắc, còn cái gì mà nó có tên gọi mà nó không có cái hình tướng thì chúng ta gọi là danh. Nhà Phật thường gọi là danh sắc. Trong thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên, hành hành duyên, danh sắc vậy đó. Không, thì cái gì mà nó chỉ có cái tên gọi mà nó không có cái hình tướng thì cái đó gọi là danh. Cái gì mà có tướng thì gọi là sắc. Mà hãy có cái tướng á, thì nó có cái chừng mực. Ví dụ như cái bàn này bà lớn thôi, cái nhà, cái chùa, nó có cái tướng trạng của nó và nó có cái chừng mực của nó. Nhưng mà cái gì mà nó không có hình tướng thì nó làm sao? Nó trùm khắp. Ví dụ như cái tâm mình nó trùm khắp không? Trùm khắp đó. Ví dụ mình nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa lùn ngắn gì đó, mập cao gì đó, nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái tâm mà ngồi đây á, muốn nghĩ ở đâu nó cũng nghĩ tới hết trơn. Thì vậy cho nên á, chính cái tâm nó không có, nó không có cái hình tướng, cho nên tâm nó dễ mông lung. Cái tâm nó mông lung và nó chạy đi khắp cùng khắp xứ hết. Mà mình muốn tu á, tức là mình muốn làm sao mình điều phục cho con cuộc sống của mình nó bình an trở lại, thì cái tâm mình nó cần thu lại, cái tâm mình nó cần nhiếp phục trở lại. Vì vậy cái chính yếu của đạo Phật là hướng dẫn tâm. Mình tu tất cả các cách không ngoài cái cách để chúng ta điều phục được cái tâm mình. Có một bà cụ thời Phật, có một bà này bà tu giỏi, bà chứng được thần thông. Mà trong sáu thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thần túc, túc mạng lậu tận, thì bà lại chứng được cái thông gọi là tha tâm. Ai nghĩ gì bà biết hết. Cho nên là các thầy trẻ trẻ mà tu á, mà tâm ý còn móng khởi nhiều quá trong khi thiền định á, lên trình cho Phật, Phật gửi về cái khu vực cái bà già đó hết. Bà già đó bà xây một cái trung tâm để cúng dường chư tăng tu thiền, bà cúng. Cho nên quý thầy, ví dụ như mấy thầy đang ngồi thiền ha, bà cũng ngồi. Bà đó, mấy ông thầy đâu có biết bà chứng đạo. Cho nên đang ngồi thiền vậy, cái nói trời ơi, ngày mai thứ hai ngày làm biến, ước gì được ăn bánh xèo ha. Cái làm mai bà đổ bánh xèo cho ăn. Rồi cái ông mà ông đang ngồi thiền, cái có một cái ông nó xách cái giỏ bánh mì, ăn bánh mì nóng hổi không. Cái mấy thầy móng cho trời, giờ này mà có cà ri chấm là ngon ha. Cái là bảo ngày mai bà nấu cho nồi cà ri. Rồi mấy thầy ngồi thiền chứ nhiều lần như vậy, mấy thầy mới giật mình, chết mồ rồi. Trời ơi, mình ngồi thiền mà mình nghĩ cái gì mà cái bà già này bà biết hết trơn. Ngày mình ăn muốn ăn thèm ăn gì mai bà cúng, may mình mới nghĩ đồ ăn á.
chứ mình mà nghĩ cô đó đẹp quá chắc chết. Cho nên nhờ như vậy cho nên sao các thầy không dám nghĩ tầm bậy, nhiếp tâm trở lại. Thì khi mà các thầy đến trình với Phật, đến trình với Phật là chúng con tu tập mà hễ con nghĩ cái gì là bà cụ đã biết hết. Thì Đức Phật nói là bà cụ đó là người chứng quả, và trong lục thông bà chứng được một trong sáu thần thông, đó là tha tâm, đó là biết người khác nghĩ cái gì. Thật ra trong cuộc sống này có nhiều vị sống có chánh niệm, sống biết quan tâm, biết chánh niệm, cho nên nhiều khi nhìn người khác ánh mắt, cái cách cười, cái ánh mắt, cái tâm trạng, cái diện mạo, sắc diện của người đó, thì người ta liền nhớ, người ta liền biết được cái vị đó đang có cái tâm trạng gì, vui buồn như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú thứ 35: khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đó là câu bằng thi kệ, và đây là cái câu trường hàng. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, dao động không dễ nắm bắt. Chỉ có những người nào đã điều phục được tâm mình mới được yên vui. Nghe câu này mình dễ hiểu phải không? Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục. Thì hai cái câu này được diễn đạt bằng cái câu khó nắm giữ khinh động. Tại sao là khó nắm giữ? Tại vì cái tâm mình nó thay đổi liên tục. Pháp Hòa nói ví dụ như mình gặp một cái người đó, mình nói mình thương cái người đó, nhưng mà chắc là cái tình thương mình mãi mãi không? Và thậm chí mình tuyên bố luôn, yêu anh mãi mãi, thương em mãi mãi, nhưng mà trên đời này không có gì mãi mãi. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình là cái tâm thay đổi luôn luôn. Mà nó thay đổi đến mức độ mà Đức Phật nói trong kinh đó, mà Đức Phật chưa hề thấy có một cái gì mà nó thay đổi nhanh như tâm. Cho nên vì vậy cho nên cái tâm của mình đó, nó thiên hình vạn trạng, và người khác không nắm bắt được, mà đôi khi chỉ thể hiện thôi. Thí dụ như mình thấy cái người đó đó, họ ăn uống ăn nghiến, rồi đang ăn vậy đó mà mắt họ láo lia, rồi cái họ gấp, thì nhìn trên cái tướng vậy cái mình nói người đó tham ăn. Rồi giờ đi tới đâu rồi thấy đồ đạc gì của người ta, cái người đó lấy quơ quơ bỏ trong túi, cái nó hiện lên cái tướng thôi. Thì mình thấy chứ thật sự mình chỉ biết được cái tâm niệm người đó một phần nào qua cái hình trạng đó thôi, qua cái tướng trạng đó, chứ không nói được tâm họ. Vì vậy cho nên á, vì cái tâm nó như vậy, cho nên Đức Phật gọi là nó không dễ nắm bắt. Và thế nào gọi là nó khinh động? Khinh động là bởi vì sao? Nó là cái chạy nhảy, nó là cái tâm sinh diệt lẹ, nó sinh diệt lẹ làng, và nó dễ phóng theo các duyên. Nhà Phật thường gọi là phan duyên. Nó có hai danh từ để gọi. Một gọi là phan duyên, hai là gì? Hai gọi là cận y duyên. Nó là một nghĩa thôi, nhưng mà nó có hai tên gọi. Ví dụ thế nào gọi là phan duyên? Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, mà hồi nãy có người rớt cái gì đó xây xuống liền, ai vậy? Đó, phan duyên đó. Còn cận là gì? Cận là gần. Y là mình nương theo. Cái người nào mà ngồi gần mình là thế nào? Mình đang ngồi giảng vậy đó, đang ngồi nghe vậy đó, nhưng mà tại cái người đó ngồi gần mình, cái thì bắt đầu mình ngó qua, ngó qua cái thấy cái bóp của cái người đó, cái mình chỉ cho tôi mượn cái bóp. Hay là mình thấy cái người đó mặc cái áo tràng, cái mình kéo cái giặt áo, mình mân mê, vậy tốt. Đang nghe giảng nhưng mà chỉ biểu lộ cho người ta biết, vậy tốt, đẹp. Cái đó có phải cận y duyên không? Cận là gần bên nè, y là mình hãy cái gì nó gần bên mình y theo đó, mình phóng duyên theo. Hoặc là ví dụ như cái người đó, người ta đang ngồi về cái người ta đang ngồi nghe giảng, người ta đâu biết làm gì, cái tay người ta dẫn cái tay về, cái mình cấm tay đó cho.
biểu lộ liền. Cái đó gọi là cận y duyên đó. Cho nên cái tâm đó là cái tâm khinh động, cái tâm đó là cái tâm phan. Là phan duyên tức là cái gì mà nó xa xa chút mình còn phóng theo. Nhưng mà có những cái xung quanh mình đó, ví dụ như nhà kia tới cách mình tới 5-7 căn mình không để ý, mà cái nhà là sát bên đó, cái cửa sổ họ bên mình là mỗi lần rửa chén là đứng ngó. Ông, nhà đó bữa nay làm gì đông vậy ông? ông, nhà đó mới đem gì về sáng sáng không? Tức là mình luôn luôn cái gì mà nó gần gũi với mình là mình bắt đầu mình dòm ngó, mình chạy nhảy theo. Cái đó gọi là cận y duyên. Còn hễ cái gì mà nó xung nó xa xa chút thì mình nghe được tiếng là mình phóng theo. Ví dụ ngồi ở đây mà ở dưới lầu mà lỡ ai làm cái gì mình nghe được á, cái bắt đầu mình phóng dưới rồi đó, không biết có chuyện gì vậy đó. Rồi thậm chí một cái vừa một cái xa cái mình kéo tới cái gần. Cho nên Đức Phật nói cái tâm đó gọi là cái tâm khinh động, nghĩa là nó sanh diệt, nó biến đổi mà mình khó nắm bắt được nó. Và nó là một cái tâm gì nữa? Cái câu thứ ba Phật nói là theo các dục quay cuồng. Đây là ba cái chữ, ba cái câu để mà Đức Phật diễn tả được cái tâm mà chưa thuần phục của chúng ta. Thứ nhất là gì? Khó nắm giữ. Thứ hai là khinh động. Thứ ba là gì? Theo các dục quay cuồng, chạy theo. Phó Hòa nói thí dụ như bữa nào mình biết chỗ nào mà có đồ sale đó, là mình quýnh quán lên, mình chạy mình đi mua, mà mua hụt cái là trời ơi về khó chịu lắm. Rồi thậm chí trách bà bạn biết sale mà không kêu tôi. Rồi dặn là mai mốt có nhớ kêu nghe. Vân vân. Thật ra cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà nếu mình muốn tu tập, mình muốn hiểu được chính mình, thì trước hết mình phải hiểu tâm mình nó như thế nào. Mình phải hiểu được mình mới tu được mình. Cũng giống như mình bệnh mà mình phải biết mình bệnh gì mình mới có thể uống thuốc được. Chiếc xe mình hư, mình phải biết chiếc xe mình nó hư cái gì mình mới có thể chữa được. Thì tâm của mình mà nếu mình tu tập mà mình không hiểu được cái tâm mình, và thậm chí mình bị nó lường gạt, cái tâm mình khởi như vậy cái mình có bào chữa liền. Tại người ta như vậy mình mới thế kế, tại người đó như vậy mình mới như vậy. Cái là tự nhiên cái mình bằng lòng với những cái negative, bằng lòng với những cái xấu mà mình đang chứa trong lòng. Ví dụ như mình chửi người ta xong thì tại nó cả chớn tôi mới chửi chứ. Tức là mình phải có cái gì mình bào chữa, mà mình quên rằng những cái câu nói không dễ thương đó nó làm ô nhiễm đi cái tâm mình. Và đồng thời á, chính mình cái tâm ô nhiễm vậy cho nên gặp cái pháp nhiễm ô thì cái tâm nó phóng ra liền và tương đương. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tương tác với những cái nhiễm ô để cái nhiễm ô nó sinh khởi. Ví dụ bây giờ mình không thích cờ bạc đi, thì bây giờ người ta có mời mọc mình, người ta có cho tiền mình chơi, tâm mình vẫn bình thường. Tại vì sao? Mình không có cái tâm thích chứ đó. Cho nên không gì không có tâm không thích, cho nên người kia có tới, cái pháp đó nó có tới đi nữa, mà sẵn mình không có cái tâm thì nó không có tương ưng. Mà nếu như mà mình có cái tâm thích cái đó mà nó tới cái là mình chạy theo nó liền. Vì vậy cho nên đó, tại sao mà chúng ta phải tìm môi trường. Thì cái bà cụ này nè, ở trong kinh diễn tả là bà cụ này là bà còn có cái hay là bà quán chiếu. Tại sao các thầy tu không tiến? Bà phát hiện ra một điều: nếu mà quý thầy này muốn tu được tiếng á, thì cái môi trường rất là cần thiết. Ví dụ như tại mình chưa thuần, cho nên nó tu mình phải ở chỗ yên tịnh, sâu lắng để mình tu tập. Thế cái môi trường. Thứ hai là gì? Bạn bè. Trời ơi, mình thì ham tu, mà nhảy vô chỗ không ham tu, thành ra thế nào cũng bị lòi. Mà mình tu quá, ta nói cha, tu dữ ha, mai mốt về trển nhớ cho tôi theo nghe. Nghe nhột quá. Rồi thôi, ai sao tôi dậy thì để khỏi bị nói. Đó là cái người bạn của mình đó. Thế bây giờ mình ăn chay đi, bà ăn đi, bà ăn là bà đọa đi ngủ, tôi chịu chứ. Tu hành cái tâm chứ đâu phải chuyện ăn uống. À nghe cũng có lý, vừa có lý mà cũng hấp dẫn nữa. Sẵn này nó cũng hấp dẫn quá, ngũ dục lôi cuốn mà.
Thật ra là nó dịu cái tai mình, mà nó con mắt mình nó bắt nó, mà mùi nó cũng bắt nữa. Cho nên ngay một cái giây phút đó, mắt của mình nhìn món ăn mình bắt mắt, mũi mình ngửi mình bắt được mùi. Người ta khuyên, thật ra mình cũng phấn đấu lắm, bây giờ đang giữa tu và không tu, giữa lý trí và sự ham muốn, thì bắt đầu mình cũng phấn đấu lắm. Nhưng mà cuối cùng người kia nói thôi lâu lâu bạn bè có một bữa mà vui vẻ đi, thí dụ vậy. Cái là tai hợp, mắt nhìn cũng ngon, miệng chai nhưng mà cũng hơi thèm thèm, thí dụ vậy. Cho nên rồi nó dễ cuốn theo đó. Cho Phật diễn tả cái tâm mình qua ba cái trạng, ba cái chữ: khó nắm giữ, khinh động theo các dục quay cuồng. Cho nên tại sao nó gọi là, tại sao nó là cái theo các dục quay cuồng? Vì nó là cái tâm sinh diệt. Nó là cái tâm sinh diệt mà nó lẹ lắm rồi. Quý vị thấy bây giờ bữa nào mình để ý ha, khi nào mình trở về mình có nhìn lại mình thấy trời ơi, lạc muốn này, lạc muốn kia, lạc muốn nọ, muốn liên tục. Cái chữ muốn đây là mình đặt nó qua bên đi, mà ở đây mình nhìn lại mình thấy rằng sự thay đổi. Sự thay đổi. Cho nên á, cái người mà, cái người tu tập á, là cái người luôn luôn phải để ý đến cái tâm trạng của chúng ta. Pháp Hòa nói như vậy thì bằng cái ngôn ngữ nó dễ dàng nhất để mà mình cảm nhận được, mình có thể mình điều phục được. Mã Tổ á, có một người đệ tử, thật ra ngài họ Mã cho nên chúng ta gọi là Mã Tổ. Pháp hiệu của ngài là Đạo Nhất, đúng hiệu của ngài chúng ta gọi là ngài Đạo Nhất. Nhưng mà vì ngài họ Mã ở Giang Tây cho nên rồi thường quen gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Và thường thì để tránh cái pháp hiệu, thường thường cái pháp danh của quý ngài chúng ta hay sợ phạm húy, cho nên chúng ta không dám gọi, thường gọi tên chùa, gọi cái họ hay gọi cái núi mà các ngài trụ vậy đó. Thì riêng Mã Tổ thì chúng ta gọi là Mã Tổ, vì ngài họ Mã. Có một người đệ tử tên là Huệ Tạng, không phải Huệ Tạng này. Thầy Huệ Tạng này một hôm đang làm việc thì Mã Tổ tới, Mã Tổ hỏi: con đang làm gì đó? Thì Mã Tổ gầy ngài Huệ, thầy Huệ Tạng mới đáp: dạ bạch Tổ, con đang chăn trâu. Hỏi: người chăn trâu kiểu nào, nói ta nghe. Nói: dạ hễ con trâu con mà nó xoay qua đất của người khác, con xỏ mũi kéo lại. Hễ mà con trâu của con mà nó muốn nhảy qua chỗ khác thì con xỏ mũi kéo lại. Mã Tổ gật đầu nói: ngươi là người biết chăn trâu. Như vậy thì cái chữ chăn trâu ở đây là ngài, ông thầy Huệ Tạng muốn nói gì? Nói cái gì? Nói cái tâm. Ví dụ như thầy, ông thầy mình mà ông hỏi mình: ngươi đang làm gì đó? Nói: dạ con đang ăn kem. Để vì kem là cái gì? Kem là cái món ăn, là cái vật chất, là cái xa, là cái mà lôi cuốn, mà mình bị nó lôi, tức là mình mất mình. Ở phương diện chánh niệm á, là mình ăn kem, mình biết mình đang ăn kem, nghĩa là tâm của mình trụ vào cái món ăn, cái đó mình ăn là chánh niệm. Nhưng nếu mình chỉ trả lời là ăn kem, nhưng mà cái người mà nó sâu hơn nữa đó, là người ta dù ăn kem, ăn bánh gì cũng cần biết, nhưng mà tâm không hề bị lạc lối, cho nên người ta trả lời là chăn trâu. Cho nên cái người tu á, là cái người là một chút một đồng, và con trâu chính là cái tâm của mình. Và sáng tối ngày đêm lúc nào cũng canh con trâu, cho đến khi nào con trâu mình nó thuần thục, nó không còn chạy nhảy nữa. Cho nên các vị thường nói là chăn trâu. Huệ Tạng nói: dạ con đang chăn trâu. Người chăn kiểu nào? Dạ hễ mà nó nhảy, nó đi qua ruộng vườn của người ta, con xỏ mũi kéo nó trở lại. Sáng mình cũng phải sống với nó, và hãy mà con trâu nó thuần thục thì chúng ta gọi là tâm Phật, tánh giác. Cái con trâu mà nó còn đen, nó còn chạy nhảy thì chúng ta gọi là tâm mê, tâm tà. Cho nên ngược lại có một vị khác nói: đêm đêm ôm Phật ngủ,
ngày ngày cùng Phật thức. Đêm ông Phật ngủ, ngày thường Phật cùng Phật thức. Vì thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm tỉnh thức giác ngộ. Ban ngày ban đêm cũng đều sống với cái tâm sáng suốt đó, tâm tỉnh giác đó. Còn chúng ta đang là người chăn trâu vì tâm mình nó chưa thuần, nó chưa tỏ, cho nên chúng ta lại đều luôn phải quan ý, quan tâm nó, để ý nó. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm. Điều phục là gì? Điều phục là mình huấn luyện nó, mình dạy dỗ, mình giáo hóa, mình không có để cho nó xu hướng theo bất cứ một cái bất thiện pháp nào. Phong và ví dụ, thí dụ như là mình đến chùa ngày Chủ nhật, mình muốn lên lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, tự nhiên cái gặp một người bạn ngồi dưới trai đường, kéo nhau vô góc nói. Nói thì tới giờ lên tụng kinh rồi, cái tự nhiên bà, cái cô, cái người đó đó, thôi lâu lâu gặp nhau mà, rồi tôi nói chuyện này cho nghe, trời ơi con này nó ghê trời lắm, chị không nghe là, cái là tự nhiên sao? Thôi thôi không sao, tụng kinh để bữa khác tụng. Chị nói tôi nghe. Tức là mình biết rằng cái mục đích chính của mình hôm nay đâu phải để đi đến gặp một người bạn này để nghe những điều gì khác, ngoài cái chuyện là mình đã chuẩn bị là lên chùa là lễ Phật, nghe pháp, tụng kinh. Cho nên rồi mới vừa bị một cái người đó nói một câu thôi, thì mình lập tức mình y theo cái duyên đó liền. Cho nên khó điều phục. Mà người nào điều phục? Dạ không, nãy giờ mình nói vậy thôi chắc tôi cũng hiểu tạm rồi. Thôi cái việc chính của mình hôm nay là lên chùa nghe pháp tụng kinh. Hay là thậm chí mình đi vào một khóa tu cũng vậy, đi vào một khóa tu cũng thế. Cho nên thí dụ như mình chuẩn bị đi nghe pháp, mà lỡ mình nghe ai nói cái gì mình phải nhớ, mình đã tới giờ phải làm việc khác, tới giờ phải đi ăn cơm, tới giờ phải đi nghe pháp, tới giờ phải tụng kinh, không để cho các pháp nó lôi. Thì cái đó gọi là điều phục đó. Tức là mình luôn luôn mình sao, mình không có để cho nó lôi mình. Cho nên Đức Phật á, thường được gọi là đấng gì? Điều ngự trượng phu. Phật là đấng điều ngự trượng phu, là một người có khả năng điều phục mọi cái tâm ý cũng như là cái cảnh duyên. Chúng ta khó, hễ cảnh mà dao động thì chúng ta phóng theo. Mà hễ mà thậm chí đang ngồi đây yên lắng quá thì tâm mình cũng đi tìm cảnh, kìm tìm duyên mình phóng. Đó, thí dụ như lâu lâu buồn quá không có gì, cái cầm phone lên đi phone vòng vậy có gì lạ không? Đó là cái đó là một dạng phóng tâm. Ta bình thường thường ngày ta kiếm mình là mình đã phiền não rồi. Tự nhiên bữa nay không ai chọc ghẹo, không ai tới tìm gì mình, mà mình tự cầm cái phone mình phone liên vòng mình hỏi coi có chuyện gì lạ không? Vòng quanh thế giới có gì lạ không? Hết cái mình quẹo vô chùa, nói bữa nay bà đi chùa có gì lạ không? Đó là mình biết là rõ ràng là cái đó là tất cả những cái phóng duyên của mình. Cho nên khó điều phục. Mà người nào mà điều phục được cái tâm mình á, thì người đó có được cái gì? Có được cái an lạc. Trong kinh á, Đức Phật nói rất nhiều những cái cách điều phục tâm. Ở đây Pháp Hòa xin nêu ba thứ thôi. Nêu ba thứ để chúng ta thực tập. Còn nói nhiều thì đại chúng không nhớ hết. Giờ đã Pháp Hòa nói ba thứ trong nhiều thứ mà Đức Phật dạy. Thứ nhất là an nhẫn. An nhẫn là gì? Là mình phải chịu đựng, mình phải nhẫn nại với tất cả con người và sự việc. Đó, ví dụ như mình sống với nhau nè, đó có nhiều khi hai vợ chồng mấy đứa con đó, gia đình có bốn người thôi, mà nhiều khi tuần cũng phải nhẫn hai ba cử à. Không nhẫn cái là có chuyện rồi đó. Chứ chưa nói ra tới người ngoài, tới hàng xóm, tới việc làm nữa. Nội vợ chồng con cái sống với nhau thôi, anh em gặp nhau thôi, thỉnh thoảng cũng phải an nhẫn. Vì sao? Mà người không an nhẫn thì thí dụ bây giờ mình nóng giận lên thì cái tâm mình nó sao? Tâm mình nó bực bội, nóng tức. Mà hễ tâm nóng tức thì nói, làm những điều không có hay. Cho nên rốt cuộc rồi mình không điều phục được cái tâm của mình. Và một trong những cách để điều phục là an nhẫn. Bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, mình phải có tư duy
Mình phải cố quán chiếu lúc nào cần nên bày tỏ và lúc nào không nên. Ví dụ như con của mình, khi mà nó ở một cái tuổi nào rồi, không phải lúc nào mình cũng có thể la nó như hồi nó nhỏ được. Thậm chí những cái lời lẽ đó, những cái ngôn từ đó hồi nhỏ mình có thể nói với nó được, nhưng nó lớn lên rồi mình không thể nói những cái ngôn từ đó được. Và cũng mà nếu mà tệ hơn nữa là những đứa nhỏ đó đó, những cái cách mình nói với nó đó, nó có thể nó lưu tâm cái chữ đó, cái câu nói đó, và nó có cái ác cảm với mình ngay từ nhỏ, vì mẹ đã nói câu đó với mình, ba đã nói câu đó với mình. Cho nên mình an nhẫn là khi mình có thể bày tỏ hết tất cả những cái ý nguyện của mình, nhưng ở một cái trạng thái không bình tĩnh, nóng tức thì chúng ta không bày tỏ hết được. Mà khi nào chúng ta bình tĩnh, sâu lắng thì những gì chúng ta muốn nói nó rành mạch hơn. Và đó là cách thứ nhất gọi là điều phục tâm, là an nhẫn. Cái thứ hai gọi là hành xả. Hành xả là gì? Không phải là bó hành với bó xả. Hành xả là chúng ta thực hành cái tâm không có dính mắc, không có câu nê chấp trước vào những cái ngọn gió đời. Đức Phật dạy trong kinh đó, chúng ta có 8 ngọn gió thế gian. Thứ nhất đó, là được với mất nè. Được mất là hai, được thì vui, mất thì buồn. Mà hai trạng thái là hai ngọn gió đẩy đưa làm cho mình, nghĩa là người mình nó không bình an. Đó là một là được với mất. Hai là gì? Sướng với khổ hay là vui với khổ. Thứ ba là gì? Khen với chê. Người ta khen mình thì mình vui, người ta chê mình thì mình buồn. Thấy không? Và thứ tư là gì? Thắng và thua. Đó là 4 cặp. Mà 4 cái cặp này á, thắng thua được mất, khổ vui khen chê, thì Đức Phật gọi là bát phong, tức là 8 ngọn gió thế gian. Mà nó luôn luôn, mà để ý hầu như 8 ngọn gió này nó cứ thay nhau mà nó thổi. Mà hễ mình chưa tu thì mình bị nó thổi xa, mình biết tu rồi thì mình định nó được. Tại sao mà làm thế nào để chúng ta có thể giảm nó? Chúng ta nhớ thế gian này là tạm, thì không có một việc gì trên thế gian này mà không phải là cái tạm. Ví dụ như mình sống đây cũng sống tạm mà, có phải không? Hiếm người nào mà lên được tới 3 số lắm. Hồi xưa mà nhớ sư ông Vạn Đức, Hòa thượng Trí Tịnh, ngài hay dạy đời người hiếm ai có được 3 số lắm. 2 số là đã mừng. Thì 2 số thì dù sống tới 99 tuổi cũng mới có 2 số thôi. Khi nào mà người nào mà sống được tới 100 tuổi mới lên tới 3 số, thì ngài mới dạy là ít có ai có được tới 3 số. Mà thật, chính Hòa Thượng cũng thọ tới 98 tuổi thôi. Và nếu mà cuộc đời này là thế gian này, là vũ trụ sơn hà đại địa này tạm hết, thì mình là một phần của cõi tạm này. Rồi bây giờ quý vị thấy cuộc đời mình tạm phải không? Rồi trong mấy mươi năm qua, có phải mình làm gì cũng tạm hết không? Cái nhà mình mua ở đó, hễ mà được giá cái mình bán. Rồi cái nhà mình đang ở đó mà nghe người ta nói thì sao? Nhà này ở không hên, bán liền. Và thậm chí mai mốt mình thấy nhà nào đẹp hơn, mình không thích nữa, mình bán liền. Vậy thì cái nhà mình ở cũng tạm. Cái thậm chí là những cái gì chúng ta đang hành xử mỗi đời sống hàng ngày đấy, tạm hết. Hôm qua buồn đó, bữa nay vui đó. Bữa nay hôm qua giận đó, bữa nay thương đó. Rồi thậm chí cái thân mình cũng tạm thôi. Cho nên khi chúng ta thấy tất cả nó là tạm, thì chúng ta không có bị những cái câu nệ chấp trước. Và nếu mà chúng ta thấy cái gì nó cũng trường tồn bất biến hết. Quý vị thấy không? Tiền để trong túi chứ ít khi nào ở lâu lắm. Bởi vì nó là cái tiền là nó phải bạc, vừa vô tay mình là sang tay người khác. Đi làm lãnh cái check vừa bỏ vô bank vậy đó, cái là ngày mai là bắt đầu phải ký check rồi đó. Phải pay bill rồi đó. Tối nay là về soạn mấy cái bill ra trả. Cho nên tiền của mình có được
Mà thật ra nó là một phương tiện để đổi chác trong thế gian thôi, chứ nó không phải của mình. Mình chết mình cũng mang theo được, mà thật tình là nói là không có cái gì mình mang theo được hết. Cho dù mình có cái gì đi nữa rồi ấy, một là chôn, hai là thiêu, rồi cuối cùng mình đi cũng đi tới cái chỗ mà khúc nhiêu đó thôi. Hễ gọn thì vô một hũ, mà rộng rãi chút nữa thì xuống cái lõm nhỏ nhỏ mấy thước vậy đó, rồi là xong. Vì vậy cho nên tập được cái đó, mình quán chiếu được cái đó, để mình điều phục cái tâm mà khi mà nó muốn hơn thua đủ, nó muốn đủ thứ mà gọi là tranh giành, thì tự nhiên ví dụ như giờ mình chen lấn quá chừng mua được cái gì đó, nó thôi thay vì người ta không có mua được, mình mua được nhiêu đây đủ xài rồi. Cái hồi mà vô lúc mà mới bắt đầu dịch đó, khẩu trang hiếm dữ lắm. Thì có nhiều Phật tử đem lên đưa Pháp Hòa, nói thôi bây giờ mình chia nhau đi, chứ bây giờ chùa thì đông thật, nhưng mà bây giờ nếu mà mình thu nhận hết người khác không có xài, bây giờ đến cái lúc mà thoải mái dư giả, quý Phật tử cúng Pháp Hòa nhận, cứ hết hộp này tới hộp kia mở cho mọi người ta tới người ta xài. Nhưng mà cái lúc mà hiếm khan thì mình phải chia nhau mà sử dụng. Thậm chí lúc cái nước rửa tay cũng hiếm đó. Cho nên là nếu chúng ta biết rằng tất cả là tạm thì chúng ta hành xả. Chữ hành xả đây nghĩa là chúng ta không câu nệ, không chấp trước, vì chúng ta thấy tất cả mọi sự chỉ là tạm. Và cái thứ ba là gì? Chánh niệm tỉnh giác. Hồi nãy thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng buổi nói chuyện hôm nay nói về năm cái cách, năm cái câu quán niệm trong khi ăn. Tại vì nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta không có cái quán niệm, không có cái chánh niệm về thức ăn á, thì có thể mình làm cho thân tâm mình bị bệnh, là vì mình ăn những món mà không có lợi ích cho thân tâm. Thì cái bà cụ á, bà cụ hồi nãy Pháp Hòa nói chứng thần thông đó, thì bà quán á, là các thầy á, là phải có môi trường, phải có người bạn. Cái thứ ba là phải có phương pháp tu. Và cái thứ tư là gì? Thực phẩm. Tại vì các thầy đi khất thực, không có được chọn lựa. Rồi cho nên người ta cúng gì ăn nấy, thì có nhiều thầy ăn những cái món ăn không có thích hợp với bao tử, không có thích hợp với cái đường tiêu hóa của mình. Cho nên các thầy khó chịu trong cái buổi chiều đó, và trong khi ngồi thiền đó. Cho nên đó cũng là một cái mà làm khó định tâm. Ví dụ mình ăn cái gì mà nó khó tiêu á, nó nóng ngực, nó bị hot burn á, rồi nó cứ ở lên khó chịu, nó làm cho mình không được trú tâm. Thì bà quan sát có bốn điều mà có thể làm cho một vị hành giả tu tiến hoặc là không tu tiến. Nếu mình muốn tu tiến á, thứ nhất là phải có môi trường, thứ hai là có bạn đồng tu, thứ ba là phải có phương pháp, thứ tư là cái ăn uống hàng ngày. Có phải không? Đó, bây giờ đại chúng, thật ra mình muốn tu tập tốt á, toàn thể đại chúng phải cùng tu. Từ các thầy, các sư cô, mọi người, đại chúng cùng tu. Tại vì mọi người cùng tu thì nó có cái năng lực, nó đưa mình đi xa. Cho nên cái môi trường và cái người sống chung với mình. Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình muốn tu tập, mình muốn nhịn nhục, nhưng mà ai đó xung quanh mình cứ gây khó dễ cho mình, làm cho mình cũng khó chịu lắm, làm cho cái tâm mình nó dao động và nó không có thể yên lắng được. Cho thậm chí chỉ trừ lên tụng kinh phải gặp, chứ ăn không muốn ngồi chung, tại sợ bị soi mói thế này thế kia. Cho nên đó là gì? Đó là những cái môi trường và con người nó không dễ cho mình. Cho nên trong cái quán nguyện, cái câu thứ tư hồi nãy, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Thật ra về cái mặt ăn uống mình có chánh niệm, thì về cái mặt tiếp xúc về cho tâm thức của mình cũng phải có chánh niệm. Tại vì thức ăn nó có loại thức ăn cho thân và nó có thức ăn cho tâm. Mà tâm ý mình mà tiếp xúc những cái gì không lành mạnh, không nên tiếp xúc.
không nên tiếp xúc. Một ngày thí dụ như lỡ mà quý vị có cái email đó, mà một ngày người ta gửi vào trong email mình không biết bao nhiêu những cái thứ, mà nếu mà những cái mail đó mình thấy không, nó không có dính dáng gì tới mình hết, không cần đọc. Tại vì mình đọc xong rồi á, hay là phim ảnh cũng vậy. Cho nên con nít nó coi phim á cũng phải cẩn thận, những cái phim bạo động, hận thù, những cái phim mà gọi là chém giết cũng giảm đi. Tại vì trong những cái phim như vậy đó, nó rất nhiều những cái cảnh tượng rùng rợn, những cái âm mưu, những cái kỹ, cái cách thức tiêu diệt người này, đánh chém người kia, mà nó ảnh hưởng hết. Và gần đây có những cái phim mà cứ hở một chút là các đứa nhỏ nó có khuynh hướng nó đi tự vận. Thì nó cũng làm ảnh hưởng cái tâm thức của cái cộng đồng. Cho nên á, cái tâm thức của chúng ta nó rất quan trọng, tâm thức của cá nhân và tâm thức cộng đồng. Một người có thể tác động tới cộng đồng, nhưng mà nếu cái người đó họ sống tích cực, họ có thể tác động vào cái tâm thức cộng đồng bằng một cái ý thức, gọi là một cái tâm thức chánh niệm. Đó là mình nói về chánh niệm ăn uống. Rồi chánh niệm tự thân là gì? Khi tâm hành, cái tâm ý mình nó khởi cái gì lên, mình biết rất là rõ tâm mình đang khởi cái đó. Để chi? Để mình điều phục nó trở lại. Mình đang nổi lên thì mình biết mình phải điều phục lại. Chỗ này không phải chỗ mình nói, cái cách này không phải là cách của mình phải làm, cho mình điều phục được cái đó. Thì bây giờ trong dựa theo câu này, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Hãy cái tâm mà mình điều phục được thì cái sự an vui nó tới với mình. Thí dụ như mình vừa mở định nóng giận cái mình điều phục được nó, hay quá. Hồi nãy mà nổi nóng là không xong rồi, hư việc rồi. Và nhất là những người đi làm ăn, đối tác của mình, mình nóng nảy. Phải là mình đi làm mà mình đi làm mà có cấp trên, mà mình cứ nóng giận với cấp trên hoài, mình cũng khó mà làm việc lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, dù đời hay đạo gì cũng cần biết, ai cũng sống lấy tâm ra ứng xử. Mà nếu mà hằng ngày cái tâm mình được điều phục, như theo lời Phật đó, điều phục là gì? Là huấn luyện nó, là giáo hóa nó, là mình tịnh hóa nó, thì đi tới đâu cũng an lạc hết. Và trong kinh Phước Đức có câu vậy đó: ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Ai mà sống được như thế? Sống gì? Biết. Sống là phải biết. Biết tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu. Sống mà biết mình, biết ta, thì đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh. Hồi đó nó có cái quyển bối á, Khổng Minh Gia Các Thần Số, để hai câu trong đó: biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Mình biết được mình biết được người, thì không có cái một cái chữ trận đây không là một cái chiến trận, mà bất cứ mình lâm vào một cái hoàn cảnh nào, mình cũng đều có thể vượt thắng được, sống an ổn được. Tại vì mình biết mình, biết người. Tới đâu mình biết mình là ai, ngồi đâu cho nó đúng. Tới đâu mình biết mình là cái gì, mình ăn uống như thế nào. Thậm chí mình đi tới đâu, việc gì đó, mình ăn mặc sao cho nó đúng. Ta nhìn cái cách ăn mặc mình ta biết mình là người biết chuyện. Mình ăn uống mình biết việc, ta nói mình là người biết. Thậm chí ăn một lần người ta mời mình, lần khác mình mời, lần nào người ta mời không mà không thấy mình mời, ta nói là sao? Không biết chuyện. Ta nói cái người mà biết được á, điều phục được. Cho nên cái câu này á, Đức Phật dạy về tâm, mà phẩm này là phẩm tâm mà, thì tất cả những cái gì nó thuộc về những cái tâm ý của chúng ta, thì Đức Phật dạy. Và cái câu này là khó thay điều phục tâm. Mà hãy người nào điều phục tâm là sao? An lạc nó tới. Thì đó là cái câu mà hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Thứ nhất là nhớ, tâm mình nó chạy nhảy mông lung, khó nắm bắt. Vì nó khó nắm bắt cho nên chúng ta phải luôn luôn quan tâm nó để điều phục nó. Mà người nào điều phục nó thì người đó có được sự tỉnh giác an lạc. Cảm ơn đại chúng. Chúng ta hôm nay học câu thứ 35.
của Kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng an lạc. Và lấy cái câu này làm một trong những cái câu rất quan trọng. Thật ra trong cuộc sống không có gì ngoài tâm hết á. Nếu mà tâm an lạc là mọi việc sẽ bình an. Xin gặp đại chúng tuần sau. Thì mấy hôm trước Phật dạy là tâm này rất là dao động, khó dễ, khó nắm bắt. Tâm này như một con cá bị quăng trên bờ, nó phải vùng vẫy. Thì hôm nay qua một cái câu kinh, thì có một cái chú thanh niên đó đi về chùa và được các thầy hướng dẫn tạ quy y thọ giới, rồi hàng tuần đi thọ bát quan trai, vân vân, siêng năng lắm. Thì đến khi mà chú thuần thục rồi đó, thì chú tự thấy con đường tu hành có vẻ chú rất là thích, cho nên chú xin phát nguyện đi xuất gia. Thì chú được độ vào trong tăng đoàn đi xuất gia. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi đó, thì bắt đầu cái sự học hành nó phải nhiều hơn khi còn là một cư sĩ nữa. Thí dụ mình là một vị cư sĩ, mình có thể thích tới nghe giảng lúc nào mình tới, rồi mình nhớ được gì mình nhớ. Nhưng mà khi mình đi vào chùa mình tu thì cuộc sống nó không phải đơn giản như vậy. Nói về cái chuyện học thôi là chúng ta phải học thuộc lòng một số các kinh, các luật giới. Còn nói về vấn đề mà chúng ta phải làm việc thì chúng ta phải làm việc rất là nghiêm túc. Phải có trách nhiệm, phải có gọi là giờ giấc, vân vân. Chú theo ông chập, chú chịu không nổi. Chú thấy sao mà đi tu mệt mỏi quá, nhiều thứ phải nhớ rồi, rồi phải bắt làm việc nữa. Cho nên rồi chú muốn xin đi về. Chúng ta gọi là đi trở về nhà, gọi là hoàn tục. Thì hai người thầy của chú dạy, một người dạy chú về kinh, một người dạy chú về luật. Thấy chú này tội nghiệp, có căn lành nhưng mà cái tâm chưa có vững, thấy khó khăn là đã khiếp sợ, cho nên muốn lui về. Thấy thương quá cho nên muốn cho chú trước khi đi về đó được gặp Đức Phật một lần, để cho Đức Phật biết đâu dớt giác, gọi là khai hóa cho chú lần cuối. Khi mà dẫn đến gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật hỏi tại sao con muốn về. Thì chú mới nói dạ bạch Đức Thế Tôn, hồi đầu con là một cư sĩ, con tới chùa con thấy cũng vui, các thầy dạy con những cái điều căn bản tu tập thì con muốn đi tu theo các thầy. Nhưng mà khi con đi vào rồi thì con mới thấy nó quá nhiều thứ, nội cái chuyện học không là muốn chết rồi. Nào là học kinh, rồi học nghi lễ, rồi phải làm việc. Thôi bây giờ con, và hơn nữa đó, con còn cư sĩ có năm giới à, mà khi mà con làm một vị tỳ kheo thì bao nhiêu giới? Tới 250 giới lận. Nhiều quá con giữ không nổi. Thì Đức Phật nói nếu mà không giữ nổi thì bây giờ con giữ một giới được không? Con giữ một việc thôi được không? Nói trời, nếu mà vậy mà Đức Phật mà special, đặc biệt cho con vậy thì sướng quá. Cho nên rồi thì Đức Phật nói dạ con xin giữ được một điều. Đức Phật nói rồi, thôi bây giờ con giữ một giới thôi, con giữ cái tâm. Giữ một giới thôi, giữ một việc thôi, đó là giữ cái tâm của con. Họ giữ tâm sao bạch Đức Thế Tôn? Nói giữ cái tâm của con, đừng móng khởi bất cứ cái gì xung quanh con, với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc. Thưa đại chúng, thường thường tất cả những cái lỗi lầm của mình từ đâu sanh? Từ cái tâm. Phiền não mình từ đâu sanh? Từ tâm. Vui khổ đó do tâm. Bây giờ mình nói đi, 250 giới này á, nếu mà có phạm đi nữa thì tự cái gì mà phạm? Tự cái tâm thôi. Thí dụ bây giờ mình thấy đồ của người ta để đó mà mình có cái tâm tham, cái là mình lấy rồi, thấy không? Rồi mình lấy mà lỡ như á, mình không lấy được cái đó mà hoặc là mình thích cái đó qua mà không có được là mình nổi cái tâm phiền não rồi, sân rồi. Cho nên tất cả đều do tâm. Thì Phật nói thôi bây giờ giữ cái tâm. Thì Phật dạy chú cái câu kệ như thế này. Câu này là câu thứ 36 trong Kinh Pháp Cú. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ được an lạc.
Bài kệ trước á, là tâm điều đến an lạc, tức là mình điều phục được cái tâm là mình có an lạc. Ở đây Phật nói là tâm người trí phòng hộ tâm, mà một khi tâm đã được hộ á, thì an lạc đến, tâm hộ an lạc đến. Đó là câu kệ, còn đây là câu trường hàng. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến đổi u uẩn khó thấy. Nhưng kẻ trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Tâm khó thấy tế nhị. Tại sao gọi là tâm khó thấy tế nhị? Hôm trước mình học rồi, tâm là nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về danh hay là sắc? Hả? Tâm thuộc về form hay là name? Nó là cái tên thôi. Mình đâu có ai thấy được tâm. Tâm không có hình tướng. Cho nên nếu người mà không có cái đạo nhãn thì không thể thấy tâm. Tâm mắt thường không thể thấy, mắt phàm phu, mắt nhục nhãn không thể thấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có hình tướng. Và chính nó không hình tướng cho nên khó thấy lắm. Bây giờ đại chúng mình ngồi đây có mấy người đây nè, không biết đang nghĩ gì, đang đi đâu. Có nhiều khi tâm ngồi, thân thì ngồi đây mà tâm đi xuống phòng ngủ rồi. Bây giờ tâm mình là cái gì biết không? Giờ này mà được leo giường mà trùm mền ngủ là hạnh phúc nhất, phải không? Cho nên đó là tâm khó thấy tế nhị. Tế nhị là sao? Bởi vì nó vi tế và nó rất là sanh diệt biến đổi nhanh vô cùng. Nó vừa khởi cái niệm này là nó tức tắc nó có cái niệm khác liền. Ví dụ như mình vừa khởi lên đói bụng, nghĩ tới ăn, rồi bắt đầu là ăn cái gì, đi vào đâu lấy, vân vân. Cho nên mỗi khi mà cái tâm mình nó sinh khởi mà nó biến đổi vô cùng. Nội thí dụ bây giờ nó đói bụng, cái lấy gói mì ra thôi, lấy một gói mì gói ra thôi là bắt đầu những cái khác nó nghĩ ra liền. Rau đâu, chanh đâu, ớt ở đâu, thèm gì gì đó, nó liên tục sinh khởi. Và chỉ rồi khi mà thậm chí đến cái tô mì hoàn tất rồi bưng ra ăn, thì trong khi ăn nó cũng tiếp tục nó sinh khởi. Trời, gói mì này ngon quá ha, rồi thế này thế kia, đủ thứ hết. Cho nên tâm khó thấy tế nhị. Mà nó làm cái gì? Nó theo các dục quay cuồng. Nó theo các cái dục quay cuồng, đủ thứ trong đời sống của chúng ta. Và nó không bao giờ nó yên an được một chỗ. Vì vậy cho nên á, cái người tu là cái người làm cái gì? Là cái người phải biết được cái tâm mình nó đang sinh khởi như thế nào để chúng ta điều phục nó. Thì trong cái công việc tu tâm này á, chúng ta làm hai việc. Một á, là chúng ta chế ngự. Hai là chúng ta giáo hóa. Chế ngự tâm, giáo hóa tâm. Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình vừa khởi lên một cái ý niệm xấu thì mình chế ngự nó liền, đừng có làm. Chẳng hạn như như vừa rồi đây, người ta đụng xe xong người ta bỏ chạy, thì con người ai cũng hốt hoảng hết á. Đụng người ta rồi người ta bị thương hoặc người ta chết đi là hốt hoảng dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm hốt hoảng đó nó vừa sinh khởi thì tự nhiên cái tâm tà nó sanh lên liền, thôi bỏ chạy đi. Tại sao khi hốt hoảng như vậy, thấy nghĩa là bao nhiêu cái cảnh tượng mình đụng người ta nằm đó, thấy không? Mà cái tâm thiện nó không sanh, nó đâu mình xuống rồi mình coi người này sao, rồi mình chở người ta đi bệnh viện vân vân, không thấy. Mà vừa đụng người ta một cái thôi thì cái hốt hoảng nó khởi lên, thì tất cả những cái tâm bất thiện nó sanh liền, thôi mình bỏ chạy đi. Rồi có nhiều người á, có nhiều cái quốc gia đó là cái mạng người nó rẻ lắm. Nếu mà cái người đó còn sống là mình phải nuôi á, nếu mà mình họ bắt được mình mà mình phải nuôi họ là nuôi suốt đời. Chi bằng á, mình đụng cho họ chết luôn đi. Chết luôn đi, mình đền chừng ngàn hai ngàn, thậm chí vài chục ngàn đi rồi là xong. Còn nuôi cái người này là nhiều tiền lắm, nếu mà họ sống cả đời nuôi lâu lắm. Cái tâm bất thiện nó sanh.
Vì vậy cho nên cái tâm bất thiện mà nói vừa sanh là mình phải chế ngự nó và khai hóa nó. Ví dụ như mình đi làm về, trên con đường đi về thì kẹt xe. Thì cái thường thường là khi mà kẹt xe thì chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta muốn đi cho nhanh, lạng lách bằng mọi cách cho lẹ. Mà đôi khi đi không được thì sao? Trong xe bực bội. Thì bây giờ cái tâm bất thiện nó sanh phải không? Bây giờ mình chế ngự nó đi. Mình chế ngự bằng cách nào? Khai hóa nó, nói với nó. Nóng nảy làm chi, cũng chẳng làm được cái gì. Thôi bây giờ mình ngồi trong xe, mình về nhà nhiều khi mình lay hoay, mình không có giờ mình nghe pháp, mình tụng kinh. Thôi bây giờ ở trong này, trong thời gian này mình không biết bao lâu nữa mới tới nhà. Còn 5-10 mai nữa, 10 cây số, 20 cây số mà kẹt xe quá, ngồi trong xe mở băng giảng lên nghe. Và nói với nó rằng gấp gáp cũng chẳng được làm gì, mà bực bội thì mình trong xe mình tự biết thôi. Mà mình cứ tập mình riết như vậy, mà không lẽ ngày nào trên đường đi về kẹt xe cái tâm mình nó cũng khởi như vậy hoài sao? Không được. Phải chế ngự cái tâm đó và khai hóa nó, đưa nó tới một cái điểm tích cực. Ngồi đây thì chúng ta nghe giảng, chúng ta nghe kinh. Về nhà không có thời giờ tụng kinh, mở băng tụng kinh lên, ngồi tụng theo trong xe. Tự nhiên một lát sau cái tâm mình nó thuần trở lại, nó yên ắng, nó yên lắng trở lại. Thì trong kinh dạy á, trong luận dạy á, một khi mà cái tâm mà bất thiện mà nó được cái tâm thiện khai hóa rồi, nó được chuyển hóa rồi á, mình có ba cái điều an lạc. Một á, là cái tâm mình bây giờ nó sanh ra một cái sắc pháp, nó sanh ra một cái tâm an lạc ngay trong giây phút đó. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú, lạc trú ngay trong giây phút hiện tại. Hiểu ý không? Tức là hiện tại ngay giây phút đó mình chuyển nó được, cái là mình liền có được một cái lợi ích thứ nhất. Đó là gì? Đó là an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Lạc trú, lạc trú tức là ngay giây phút mình đó mình an trú trong an lạc. Điều thứ hai, mình không bị nhiệt não. Nhiệt não là gì? Cái phiền não, cái nóng giận của lửa nó thiêu đốt mình, mình không bị lửa nhiệt não nó hại mình. Và khi nhiệt não nó hại thì chúng ta sẽ sanh làm những cái điều sai quấy. Mà cái kết quả của sai quấy là dẫn đến cái chiều ân hận khổ đau. Ví dụ hồi nhỏ Pháp Hòa có biết một cái cô đó, cô nấu cơm xong rồi cô đi ra, cô thường thường Việt Nam mình mẹ nấu cơm rồi hay ra đứng ngay sớm á, kêu mấy đứa con về ăn. Thì cô kêu cái thằng con cổ hoài, nó không ra, nó không về là tại vì nó mê bắn bi. Cô tức quá, cái cây củi mà đang trúng lửa nè, cô cầm nguyên cái cây củi đó, cô dí vô trong cái tay nó. Một lửa mà cả cái cây củi mà cô để, cô đè vô cái tay nó về, thì cuối cùng nó phỏng nguyên cánh tay nó. Và cái thịt của nó sau này teo, và Việt Nam đâu có đủ thuốc men gì dưới quê mà teo tất cả rút. Thì khi mà cái tâm sân nó khởi lên đó, mình không chế ngự nó, phải không? Mình không chế ngự nó, rồi mình không có chuyện, mình không có khai hóa nó, thì cái nhiệt não đó nó đi tới, cái sự nóng bức của phiền não, cái chữ nhiệt đây là nóng bức, sự nóng bức của phiền não nó đưa dẫn mình tới làm cái điều quấy. Rồi cuối cùng cái quả của cái điều làm đó là gì? Đó là ân hận suốt đời. Ngày nào đứa con đó còn sống và cô còn sống là cứ thấy nó là đau khổ, vì mình đã lỡ nóng quá mà mình đã hại đời con mình để cho nó tàn tật. Mà chính đứa con đó đó, mỗi khi mà nó nhìn lại nó, hoặc là nó làm, nó đi đứng, cái sự làm việc của nó, cái tay chân nó sử dụng bất tiện, mà nếu nó không được, nó không có được tu tập, nó không có được mở cái lòng nó chấp nhận, thì cứ mỗi lần nó khó khăn thì nó sẽ nhớ và nó hận má nó. Trong luận Đức Phật dạy, nếu như mà chúng ta chế ngự được tâm thì chúng ta có được cái an lạc thứ nhất, đó là lạc trú.
nó nhẹ liền, nó mát liền giây phút đó. Thứ hai là chúng ta tránh được cái nhiệt não để dẫn tới sự hối hận của cái quả lầm sai mà chúng ta làm. Và thứ ba, cái an lạc và cái lợi ích thứ ba đó là gì? Do chúng ta sống được bằng cái tâm an lạc như vậy, cho nên khi chúng ta bỏ đời này, chúng ta sanh thiên giới, hay chúng ta sanh cõi lành, hay nói cách khác là ngay trong giây phút này, đời sống chúng ta đi đâu đến đâu làm gì mình cũng làm thiện hết. Tại mình luyện nó mà, mình luyện cái tâm đó. Cho nên mình phải chế ngự tâm và giáo hóa cái tâm. Ví dụ như mình tham ăn, thôi đừng. Bao nhiêu người đang dòm ngó mình đó. Cho nên hồi xưa Khổng Tử hay nói vậy lắm, bước ra đường một cái á, 10 con mắt nhìn mình, 100 ngón tay chỉ mình, 10 ngón tay 10 con mắt. Thường thường người ta ngó, người ta phải chỉ, phải không? Ví dụ mình làm gì sai đó, cái người ta vừa thấy xong cái ta ngoắt lại, kìa kìa coi kìa đó. Thật sự là 10 con mắt nhìn mình, 10 ngón tay chỉ mình. Thật ra Khổng Tử dạy như vậy là để chi? Để mình bước ra đường á, mình phải tự mình phải thúc liễm. Mà không phải đợi là mình mới làm người tu, mình mới làm chuyện đó. Bất cứ ai mà không có thúc liễm bản thân, mình ràng rỡ, mình buông lung, mình chểnh mảng ở giữa mọi người, tự người ta sẽ dòm ngó mình. Mình nói ví dụ một cái chuyện rất nhỏ thôi. Thí dụ như mình mang một chiếc vớ, lỡ chiếc vớ nó cái ống quần của mình nó dính vô chiếc vớ, mà hãy mà bị đước ra ngoài, mặc dù cái đó nó không là cái gì gọi là ghê gớm hết, nhưng mà tự động ta thấy cái đó hình như nó chưa có ổn, cái ta lại ta nói kéo quần lại, hay ta lại đứng gần mình ta kéo, cái ta rút cái ống quần mình ra. Một cái chuyện rất là bình thường thôi, không có gì hết. Thậm chí là mình mặc cái áo mà nó lỡ cái áo đó, mà nó còn dính trong cái lưng quần, tự nhiên ta tới, ta cũng tới, ta kéo ra giùm, hay ta nói chị sửa cái áo lại. Nó không tội lỗi gì, nó không có một cái gì gọi là ghê gớm sai quấy. Nhưng mà trong cái cuộc sống này, cái gì mà nó chưa có được là tự động nó sẽ có một cái người nào đó, một con mắt nào đó, một bàn tay nào đó tới chỉnh mình. Cho nên đâu cần đợi tới người tu mới gọi là chỉnh y thúc đới đâu. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Xin lỗi thưa đại chúng, là mình mặc cái quần vô, hay mặc cái xà rông hồi xưa đó, mặc cái niết bàn tăng đó, đâu phải mặc vô cái, phải chỉnh đó. Thì trong cái câu kệ là chỉnh y thúc đới, tức là mình chỉnh sửa áo quần của mình lại. Không người nào mặc cái áo vô mà không phải chỉnh sửa. Cho nên y áo chúng ta đắp cũng phải chỉnh. Chỉnh như thế nào cho nó ngay. Chuỗi đeo vô cũng phải chỉnh. Cái kiếng mình đeo xong phải chỉnh. Nhất nhất việc gì chúng ta đều phải có sự chỉnh. Cái xe của mình nè, bước vô ngồi phải chỉnh kiếng nè, chỉnh ghế nè, có phải không? Mình vô mình đậu bãi đậu xe phải chỉnh chiếc xe cho ngay nè, chứ không phải quẹo vô cái rắc, kệ nó đậu sao cũng được. Mình đậu không đúng hàng lối, người ta đụng xe mình. Thậm chí người ta còn nói ai mà đậu cái xe rất là không có ý tứ, kệ nó, quẹt chơi cho nó vui, cho cái tội đậu xe không có đường hoàng. Đậu xe cũng phải. Rồi thậm chí mình đậu xe vô rồi mình phải làm gì? Bẻ cái bánh lái sao để chi? Chỉ cái bánh xe mình nó ngay lại. Cho nên không có một cái gì chúng ta làm mà không có sự chỉnh chu. Sự vật nó còn vậy thì huống chi là cái tâm mình. Cho nên tâm mà không có chỉnh đốn, tâm không có gọi là thúc liễm ngăn chừa, thì cái tâm đó nó đi chơi vơi mà nó không biết đường về. Mình tu đó nha, ở chùa đó
Mà thử thời bây giờ mà không đưa ra thời khóa coi, cho thoải mái coi, là thoải mái gọi là thả ga. Cho nên cái thời khóa để làm gì? Nó là một hình thức để chúng ta đưa cái tâm mình trở về. Thỉnh thoảng phải đưa nó trở về. Sáng ngủ dậy, chuyện đầu tiên là bắt nó dậy lên ngồi thiền tụng kinh. Xong rồi xuống ăn sáng rồi làm gì một chút. Hay trưa đi qua đường mà ăn mà có nghiêm túc, tự nhiên ai cũng nghiêm túc trong ăn, quan tâm để ý tới cái ăn, gọi là cái gì? Chú tâm. Cho nên trong dựa theo câu kệ này, tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Và giờ muốn chỉnh nó thì chúng ta làm hai việc. Một là chúng ta khai hóa gì chế ngự tâm, và chúng ta khai hóa tâm. Mà khi mà ba, mà khi mà cái đó mà nó được rồi thì cái gì tới? Ba cái an lạc, phải không? Một là lạc trú, hai là trừ được cái nhiệt não mà sẽ dẫn đến cái hậu quả hối hận ăn năn, và thứ ba là bất cứ nơi nào chốn nào chúng ta sống, chúng ta an lạc được hết. Tại sao? Tại mỗi ngày chúng ta làm vậy rồi. Ví dụ như một cái đứa nhỏ nó tới nhà người ta, nó ăn cơm, nó đứng dậy nó rửa chén, cái người ta mới nói trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá. Hay là người ta nói sao? Thôi thôi được rồi con để đó cho bác làm. Dạ không có, mẹ con dạy con là ăn cơm rồi phải đứng dậy rửa dọn. Thì nó mỗi ngày nó quen như vậy rồi, nó tới nhà người ta nó cũng nghĩ như vậy, mà nó không nghĩ nó là khách, mà nó sống được vậy coi. Khen liền, con nhà ai mà dễ cưng quá. Còn ăn xong ngồi đó, người ta dọn dọn ngồi thừ ra đó. Mà thậm chí đũa cũng không phụ gom, muỗng không phụ dọn, ngồi thừ ra đó, ai muốn làm gì làm. Thì người ta cũng đâu có nói gì đâu, nhưng mà ta dọn xong ta quánh giá nó. Cho nên cái gì cũng vậy, nếu chúng ta sống mà có chừng mực, có khai hóa, có chế ngự thì làm việc gì nó cũng đẹp. Ví dụ ở mình thường có cái thói quen rồi, bất cứ lúc nào gặp người lớn cũng chào, nói câu nào ra cũng dạ thưa, nó quen rồi, cái tâm nó quen, nó thuần rồi. Thì thậm chí nói chuyện với đứa nhỏ ta cũng dạ. Ôi tại sao tôi lại dạ con nhỏ? Không, đừng có lo. Cái chữ dạ đó đâu phải để dành cho người nhỏ nói với người lớn đâu, mà đó là mình, cái lịch sự của tâm của con người. Người lớn cũng có thể dạ, chứ đừng nghĩ rằng người lớn không phải dạ. Vì đó mình đừng có, cái gì cũng vậy, mình sống riết nó thành cái quen. Mà có thói quen không xấu, cái thói quen xấu là không nên. Thà là mình thói quen tốt đi. Nhưng có nhiều đứa nó có cái thói quen là xin lỗi, bất cứ chuyện gì nó xảy ra cũng xin lỗi hết. Tốt. Tại sao phải xin lỗi? Tôi đâu cần có cái đứa nhỏ kia mà. Hãy kêu tới nó, chuyện đầu tiên nó kêu là xin lỗi. Nỗi con làm gì mà con xin lỗi? Dạ con chưa biết, nhưng mà con xin lỗi trước. Phải không? Thật ra cái đứa, vì cho dù người ta có đang giận nó đi nữa đó, mà người ta kêu tới nó, cái giận của người ta nó cũng xuống nữa, và không dẫn đến cái sự gọi là làm cho người mình sống mà mình không để cho người khác phải chê bai. Và thật sự ra trước hết ai lược lợi? Chính bản thân mình. Mình sống tốt, mình hành thiện, và mình chuyển ngự được tâm, mình chuyển hóa được tâm, thì cái người đầu tiên an lạc là mình. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta sống dở, chúng ta hại người này, nói người kia, không, cái người thứ nhiều kia chỉ là người thứ hai nghe cái đó thôi, mà chính những cái lời bất thiện nó xuất phát từ trong nội tâm của mình. Và để như vậy đó, Đức Phật còn dạy chúng ta thường nên quán tưởng năm điều. Cái này mình học, mình đọc hoài trong kinh Duy Thức. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, ngày mai này tôi đành phải buông bỏ tất cả. Cuối cùng là gì? Tôi không thể nào tránh được cái nghiệp.
phải không? Vì cái nghiệp chính là cái sẽ đi với tôi sau này. Còn nghiệp thiện hay nghiệp xấu đó là tùy mình. Nói chung là một chữ nghiệp thôi. Tôi không thể nào tránh được cái nghiệp, vì cái nghiệp chính là sẽ đi tôi sau này. Còn bốn cái trước là sao? Già, bệnh, chết, người thân và của cái, tôi không đem được cái gì. Cái mà tôi có thể mang theo được một cái thôi, đó là nghiệp. Mà nếu người tâm trong sáng thì tạo nghiệp thiện, người không trong sáng thì tạo nghiệp xấu. Là tôi sống vậy đó, tôi không cần sợ ai hết. Tôi không sợ trời, sợ đất gì hết. Tôi không tin nhân quả, tội phước gì hết. Không có thần thánh nào hết. Dạ không sao, anh muốn nghĩ gì cũng được, anh muốn sống sao cũng được, nhưng anh không thoát được nhân quả. Bằng chứng, không ăn thì đói mà ăn vô là no. Anh ăn vô là cái nhân, cái quả là đầy bụng phải ra phân. Anh uống vô là nhân, có nước tiểu là quả. Không, mà nếu như mà nước tiểu mà nó luôn luôn tốt là anh khỏe. Anh không uống nước là nhân, bệnh tật là quả. Đơn giản vậy thôi. Anh bệnh, anh không uống thuốc, mà uống thuốc là cái quả tốt. Không uống thuốc thì cũng có quả, mà quả xấu, quả bệnh nặng, quả chết. Anh không tin phải không? Nhưng mà thật sự anh có bao giờ anh rời khỏi nhân quả anh sống trong mỗi ngày đâu. Anh đi làm thì anh có tiền, anh ăn cắp thì anh phạm pháp, anh bị bắt. Không phải nhân quả là gì? Thôi, cái đó của người ta đừng lấy. Anh tin nhân quả rồi đó. Anh tin nhân quả anh mới không ăn cắp của người ta đó, mà tại anh không biết thôi. Anh có tin nhân quả, anh có sống với nhân quả, mà tại anh không biết thôi. Thì bây giờ người ta nói cho anh biết cái này là nhân, cái này là quả nè, mà bác liền không có nhân quả tội phước gì, nhưng mà anh không nhận chữ đó, anh vẫn sống với nó. Tôi không thích bệnh, nhưng mà xin lỗi anh, bệnh là có. Nhưng mà giờ thân anh chưa có bệnh phải không? Mà tâm anh có bệnh đó, bệnh cố chấp. Nhiều khi mình nói tôi đâu có bệnh gì đâu, mà khư khư cái cách sống đó. Thì anh chưa bị thân bệnh, nhưng mà hiện tại tôi thấy anh có một cái bệnh, đó là tâm bệnh. Cho nên nếu mà mình nhìn với lấy cái đạo nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, mà nhìn mọi người sống, các pháp nó đang hiện hữu ở trên đời này và mỗi người, chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rất chi tiết về mọi việc. Nhưng mà tại vì người ta chưa nhận ra thôi. Người ta chưa nhận ra thôi. Cho nên người trí thì phòng hộ tâm. Có một vị mới lên gặp Pháp Hòa, nói là trong cái thời gian dịch bệnh thì ở nhà không có làm gì, thì con thường lên mạng chơi, lên Facebook. Thì cuối cùng quen được một cái người đó, rồi quen với cái người đó, rồi bây giờ sanh tình cảm. Mới sanh tình cảm thôi, và con có cái cảm nghĩ là con muốn bỏ cái gia đình hiện tại mà con đi theo cái tình cảm mới. Thì lên gặp thầy để thầy có cái lời gì thầy khuyên. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ nếu mà nó chưa có đi cái gì mà gọi là quá đà, quá đáng, nên dừng đi. Tại vì cái này nó chỉ là một cái giây phút thỏa mãn cái tình cảm, cái feelings, cảm giác ở trong người mình đó. Mình gặp được một cái người mới, lời nói của họ nó mới, cách thức của họ nó mới, thì mình cảm thấy nó có cái gì đó hay hay, nó không giống như cái người cũ của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không dừng ngay đây, mà chúng ta đi theo cái mà chúng ta đang nghĩ là chúng ta thích đó, mà nghĩ rằng ô mình kiếm được cái của mình rồi đó. Vậy chứ trước kia không phải không, cái người đó không phải của mình sao? Trước kia mình cũng nói câu đó mà. Trước khi mình cưới người này, mình sống với người này, có con, mình cũng nghĩ vậy mà. Người này của tôi mà, tôi kiếm được phân nửa của tôi mà, sao bây giờ là mình lại nói nữa? Thì Pháp Hòa mới nói dừng đi, để làm chi? Để sau này đừng có hối hận khổ đau. Tại Pháp Hòa đã thấy rồi, có những người khi còn trẻ sống bay lượn như vậy đó, lúc về già nằm chỗ con không ngó, không dòm. Vợ thì hận mình, con nó hận mình, nó không nhìn, không ngó, thậm chí chết nó không tới. Mà mình tới mình năn nỉ nó nhất định nó không đi là nó không đi.
nói cái gì nói nó không tới. Thiệt sự đám tang nó không tới, suốt cái đám tang nó không tới. Có phải khổ không? Vì một cái phút mà chúng ta không chế ngự được cái tâm, không khai hóa được cái tâm, không có thấy được cái muốn giúp cho cái tâm của mình nó dừng á, chúng ta nên nghĩ tới cái quả. Nhiều khi cái nhân nó chưa sinh khởi, nhưng mà hãy nghĩ tới cái quả đi. Ví dụ như ở đây nó có những cái loại cây á, mình trồng á, mai mốt nó lớn á, là cái rễ nó sẽ sắn vào trong cái nền nhà và nó sẽ làm hư cái móng nhà. Cho nên thường thường trước khi trồng cái cây đó là đừng có thấy nó nhỏ nhỏ rồi cứ trồng sát nhà. Tại vì mình phải nghĩ đến 10 năm nữa, 20 năm nữa khi mà nó lớn lên là sẽ hư. Hồi xưa chùa cũ mình bị vậy đó. Mấy cái rễ cây á, nó bắn vô trong cái đường cống của chùa, rồi là nghẹt hết trơn luôn. Cuối cùng phải mướn thợ tới, họ đưa cái máy vô để xây nhuyễn những cái rễ cây đó, thì đường thoát nó mới thông được. Và từ từ nứt mấy cái nền móng của mình, nó sắn vô là nứt hết mấy, nó làm hư hết mấy cái móng nhà. Cái nhân nó sắp sửa trồng, phải nghĩ tới cái quả. Thì nhờ quán tưởng được cái quả như vậy, cho nên chúng ta rời được cái đó. Thì cái câu này Phật dạy: tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm. Người trí mà phòng hộ tâm là phòng hộ bằng cách nào? Quán cái nhân và quán cái quả. Đâu có cần phải đợi quả mới thấy quả đâu, ngay cái nhân là đã thấy được cái quả rồi. Ngay cái nhân là mình thấy được quả rồi. Cũng giống như Pháp Hòa nói, xin lỗi, bây giờ mình làm bánh bao nè, mình làm cái bánh bao nó nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà nếu mình làm mà mình không có tư duy, không có quán chiếu á, thì mình để cái bánh bao vô trong cái nồi mình hấp hồi bánh bao nó làm sao? Nó bể hết. Tại vì mình không có thấy được cái bộ của mình nó quá mỏng, nó quá nhão, hay là như thế nào đó. Cho nên nhiều khi mình thấy nó vậy, nhưng mà chỉ chừng 5-10 phút sau thôi nó sẽ nở ra. Trước khi mà mình ăn cơm xong rồi, trước khi mình gom dọn thức ăn, mình thường đi lấy cái chén, cái dĩa để mình đựng lại những thức ăn dư. Nhưng mà đâu có ai nhắm mắt nhắm mũi đi kéo đại cái tô ra lấy. Phải nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn thức ăn dư còn lại bao nhiêu, để chúng ta đi tìm một cái tô cho nó tương ứng với cái thức ăn còn lại. Không suy nghĩ gì hết, lấy đại cái tô ra để. Để xong không đủ, thế là phải lấy cái tô bự hơn xớt qua, rồi lại cái thêm cái dư. Bây giờ không có sao đâu, nhưng mà mất công. Mà cứ như thế thì nó thành ra cái gì? Tập khí, thói quen. Mà dù nó không tội lỗi gì, nhưng mà chính cái đó nó làm cho mình thấy rằng cái nhỏ mình chưa giải quyết được thì nó thành cái thói quen, thì nó dẫn tới cái lớn. Mà cái trường hợp này đó, Đức Phật trong giới luật Phật gọi là cái gì? Giá tội hay là tư tánh tội? Cái này là cái giá thôi. Cái giá là cái ngăn. Cái nhỏ mà anh không chừa thì nó sẽ dẫn đến cái lớn rất là dễ dàng. Còn cái tánh tội á, không cần biết đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng cần biết, không cần biết nam, nữ, bất cứ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, dối trá, nó nằm sẵn trong hết, trong tất cả con người. Không luận là con người đó là ai, hễ là con người, dù tu cũng tu gì, nó vẫn nằm ở đó hết. Cái đó là tánh tội. Nhưng mà chúng ta ngăn ngừa bằng cách nào? Đừng uống rượu. Tại rượu chỉ là giá tội thôi. Ngăn ngừa cái rượu đi, để không có thể phạm tới những cái lỗi lớn. Mà tại sao phải gọi là tánh tội? Là vì nó nhỏ quá. Mà tại sao phải làm? Là vì chính nó nhỏ cho chúng ta coi thường. Mà chính vì cái coi thường cho nên chúng ta dễ phạm. Chính vì chúng ta coi thường mà dễ phạm. Chúng ta lái xe ở mùa đông ở đây nè, người nào mùa đông mà lái y như mùa hè là thế nào cũng đụng xe. Mùa đông phải lái theo mùa đông, mùa hè phải lái theo mùa hè. Đến mức độ mà người ta còn cho mình cái bánh xe, ở đây còn có bánh xe mà. Mùa hè thì phải đổi bánh xe, mùa đông phải đổi bánh xe. Cho nên người trí phòng hộ tâm, phòng hộ bằng cách là thấy nhân, thấy quả. Phòng hộ bằng cách là quán năm điều. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi phải đành buông bỏ tất cả.
dù đó là vật chất hay người thân. Một cái duy nhất mà tôi có thể mang theo được với tôi sau này, đó là nghiệp. Nhờ quán như vậy cho nên phòng hộ được tâm. Và người mà phòng hộ được tâm thì cái gì đến? An lạc nó đến. An lạc là gì? Sự tĩnh lặng, sự nhẹ nhàng, sự bình an. Không phải rộn rã, nhưng mà nó có một cái sự, cái niềm vui tĩnh lặng ở bên trong. Cái đó gọi là lạc, là vui. Mà cái lạc này không phải nó rộn rịp, nó gì hết á, mà nó rất là bình thản an nhiên. Đó là cái câu kinh thứ 36 trong kinh Pháp Cú, ở trong cái phẩm gọi là phẩm tâm. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, chúng ta giải thích thêm ha. Cái câu này là do cái thầy trẻ muốn trở về đời, Đức Phật xót thương không muốn thầy này ra đời, cho nên Phật dạy giữ một việc thôi con, được không? Dạ được. Trời ơi, phải mấy ông thầy con nói sớm là con khỏe rồi, nói con giữ tới 250 giới con thấy khủng quá. Lên Phật thì Phật nói thôi giữ tâm thôi. Mà thiệt sự là vậy, trên đời này á, cái thiện là bất thiện chỉ duy nhất sinh khởi từ tâm. Mà hãy tâm mà được điều phục rồi thì sao? Mọi việc nó đều yên hết, phải không? Tâm được tịnh rồi thì sao? Tội liền tiêu. Mà tôi tiêu tâm tịnh, thải điều không. Tại lúc đó mình thấy tội không có thì tâm đâu sanh khởi, có phải không? Tâm bình lặng rồi thì giờ, thí dụ như tâm mình yên rồi là vật chất có để đó, nó đâu có tác động gì đâu. Thì không phải là tâm được tịnh rồi tội liền tiêu là gì? Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Tôi không có tâm ăn cắp, cho nên anh để ngàn thứ quý giá tôi cũng bình an vô cùng. Tôi không có tâm mê cờ bạc, cho nên anh có lái xe chở tôi đi ngang casino, anh cho tiền tôi chơi, tôi vẫn bình thường. Tại vì sao? Tội tiêu tâm tịnh, thái điều không. Ngay chỗ đó gọi là địa ngục đó. Địa ngục gọi là hữu và vô. Mình không mê, dù cái đó nó có trước mặt cũng vô nghĩa đối với mình. Cũng giống như giờ mình là người ăn chay, mình không ăn mặn, không ăn thịt. Giờ có để thịt cá trước mặt mình, bình thường. Tại sao? Tại vì tôi đâu có phải là người muốn ăn nó. Mặc dù tôi có thể ăn, nhưng mà tôi không muốn. Cho nên có, cái đó nó có đây, nhưng mà với tôi nó là không gì hết. Cho nên địa ngục có với ai? Có với người tương đồng với tâm địa ngục. Địa ngục không với ai? Không với những người không có tâm của địa ngục. Phòng hộ tâm thì khi tâm điều là được an lạc. Rồi, xin chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Thì hôm nay chúng ta học câu kinh thứ 36 trong Pháp Cú.